Thầy chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay là tiết tổng kết chương. Thầy sẽ lần lượt chia sẻ cho các em một số nội dung. Thứ nhất là hệ thống hóa kiến thức của chương. Thứ hai là tóm tắt lại các công thức. Và thứ ba là một vài bài tập áp dụng. Và thầy hy vọng rằng qua cái tiết học này, các em sẽ ôn tập lại kiến thức, biết cách vận dụng công thức để chuẩn bị thật tốt cho cái bài kiểm tra giữa kỳ trong tuần 11. Trong chương điện học, thầy chia ra những phần sau. Phần thứ nhất là điện trở thì có hai công thức. Công thức thực nghiệm và công thức tính điện trở của dây dẫn hình trụ. Định luật ôm, các em phải thuộc và hiểu được nội dung của định luật và một ý nghĩa thực tế vận dụng định luật ôm trong cuộc sống, đó là sử dụng biến trở. Các loại đoạn mạch các em đã học, đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Về công suất tiêu thụ của dụng cụ điện hay của đoạn mạch gồm hai phần: định nghĩa và các công thức. Điện năng công của dòng điện, cái thứ nhất là hiểu được khái niệm công của dòng điện và các công thức tính công của dòng điện. Cuối cùng là định luật Joule, phát biểu định luật và công thức của định luật. Thì đây là cái sơ đồ kiến thức các em cần phải nắm khi các em học bài. Mỗi nội dung các em cần phải ghi nhớ tính chất, khái niệm cũng như các công thức. Để hiểu rõ hơn, thầy sẽ đi sâu vào từng nội dung. Điện trở của dây dẫn. Công thức thực nghiệm là người ta rút ra được từ kết quả thí nghiệm R bằng U trên I. U là dây điện thế, tính bằng vôn. I là cường độ dòng điện, tính bằng ampe. Và R là điện trở, tính bằng ohm. Điện trở của dây dẫn hình trụ. Nếu ta có một dây dẫn làm bằng vật liệu nào đó có chiều dài L, có tiếp diện S, thì điện trở R của dây dẫn được xác định R bằng rho L trên S. R điện trở đơn vị ohm, rho điện trở suất đơn vị ohm mét, L chiều dài đơn vị mét, S là tiết diện, đơn vị là mét vuông. Thì khi sử dụng công thức này trong bài tập thì các em cần lưu ý hai điều. Điều thứ nhất là các em phải biết suy ra rho hoặc L hoặc S từ công thức. Điều thứ hai là phải nắm vững đổi đơn vị cho nó hợp lý. Đơn vị S là mét vuông, cho nên là những cái đơn vị như là cm vuông hay là mm vuông các em phải đổi về mét vuông. Và một ý nghĩa thực tế của điện trở suất là gì? Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. Đây là lý do tại sao dây dẫn điện trong nhà thường được làm bằng đồng, vì đồng có điện trở suất nhỏ. Định luật ohm, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây, I bằng U chia R. Như vậy qua đây em thấy mối liên hệ giữa cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở được mô tả bằng một biểu thức định lượng. Biến trở là một cái vận dụng của định luật ohm để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. Thường người ta giữ nguyên hiệu điện thế U và thay đổi điện trở R, và biến trở nó có cái vai trò quan trọng đó. Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch bằng cách thay đổi trị số điện trở của nó. Trên biến trở thường người ta có ghi hai số,
Số thứ nhất chỉ giá trị điện trở lớn nhất của biến trở, và số thứ hai là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở. Để sử dụng biến trở trong việc điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch, thì đối với sơ đồ mạch điện thì ta phải mắc biến trở nối tiếp với vật cần điều chỉnh cường độ dòng điện, ví dụ như bóng đèn, thì đây là cái sơ đồ mạch điện có biến trở. Thì qua phần kế tiếp, các loại động mạch khiến ta học động mạch nối tiếp và động mạch song song, và trong mỗi động mạch này em cần phải nắm vững các tính chất về cường độ dòng điện, về hiệu điện thế và điện trở tương đương. Ở động mạch nối tiếp, cường độ dòng điện qua động mạch có giá trị như nhau, nhưng ở động mạch song song, cường độ dòng điện qua động mạch thì bằng tổng cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ. Hiệu điện thế của động mạch nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế mỗi điện trở. Ở động mạch song song, hiệu điện thế của động mạch thì lại bằng hiệu điện thế mỗi điện trở. Động mạch nối tiếp thì điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần. Ở động mạch song song thì nghịch đảo điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần. Phần kế tiếp là công suất. Định nghĩa: công suất tiêu thụ của dụng cụ điện hoặc của động mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó hoặc động mạch đó và cường độ dòng điện chạy qua nó. Như vậy, ý nghĩa này được sử dụng để khen tính công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện hoặc của một động mạch. Công thức P bằng U nhân Y, trong đó P là công suất đơn vị watt, U hiệu điện thế đơn vị volt, Y cường độ dòng điện đơn vị ampere. Ngoài công thức này ra, và nếu các em biết cách vận dụng từ đầu ôm thì các em sẽ chứng minh được hai công thức khác, đó là P bằng Y bình R và P bằng U bình chia R. Về điện năng công của dòng điện, khái niệm công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Ở đây thì nhấn mạnh công dòng điện là số đo lượng điện năng. Trong bài tập thì tùy theo cái bài tập người ta hỏi mình, thí dụ như người ta hỏi mình tính công của dòng điện, hoặc là người ta hỏi mình tính lượng điện năng tiêu thụ, thì ý nghĩa là một nha em. Về công thức thì đã có A bằng P nhân T hoặc A bằng U Y T. Đơn vị: ở công thức số 1, nếu P bằng 1W, T bằng 1 giây thì A sẽ bằng 1J. 1J thì bằng 1W giây. Ở công thức số 2, nếu U bằng 1V, Y bằng 1A, T bằng 1 giây thì ta có A bằng 1J bằng 1V giây. Như vậy là với hai công thức này thì cái đơn vị sử dụng công đều đơn vị là joule hết, nhưng mà ở bên cái phía phải em phải sử dụng đúng đơn vị. Ngoài ra thì có một cái đơn vị người ta thường sử dụng, ví dụ như em thấy hàng tháng nhà mình, gia đình mình nhận được một cái hóa đơn tính tiền điện, thì trên cái tờ hóa đơn đó nó hiển thị cái con số và đơn vị nó là gì? Đơn vị đó là kilowatt giờ. Như vậy đơn vị kilowatt giờ là đơn vị của công. 1 kilowatt giờ bằng 36 nhân 10 mũ 5 joule. Muốn đo công của dòng điện thì người ta dùng dụng cụ gì? Thì mỗi gia đình các em đều có một cái dụng cụ, đó là công tơ điện. Đo công dòng điện bằng công tơ điện, và con số hiển thị trên công tơ điện người ta gọi là số đếm của công tơ. Vậy số đếm của công tơ điện cho ta biết điều gì? Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết
lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Nói tóm lại, khi đi tính công dòng điện hoặc là tính điện năng qua hai công thức, các em đều thấy đơn vị tính bằng joule. Tuy nhiên, cũng có đơn vị khác của công, đó là kWh. Vậy khi nào ta dùng đơn vị kWh thì tùy theo, thì có hai cái dạng bài tập là khi các em tính số đếm công tơ điện hoặc là tính tiền điện thì các em phải dùng công thức A bằng P nhân T. Lúc này thì đơn vị của A là kWh. Định luật Joulen, nội dung của định luật: nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Về công thức thì ta có Q bằng I bình RT. Và trong một đoạn mạch, nếu toàn bộ điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng, tức là A bằng Q, thì em có thêm các công thức khác: Q bằng UIT bằng U bình chia R nhân T và bằng P nhân T. Đơn vị và tên gọi các đại lượng. Như vậy thầy đã ôn tập cho các em từng nội dung kiến thức. Và ta sang phần thứ hai, đó là phần tóm tắt công thức. Thì mỗi nội dung kiến thức đều có kèm theo các công thức đi kèm. Công thức thực nghiệm của điện trở là R bằng U trên I và R bằng Rho L trên S. Trường hợp đặc biệt, nếu hai dây dẫn có cùng vật liệu, có cùng tiết diện, thì điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài R1 trên R2 bằng L1 trên L2. Trường hợp thứ hai, nếu hai dây dẫn có cùng vật liệu, có cùng chiều dài, thì điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện R1 trên R2 bằng S2 trên S1. Về định luật ôm thì ta có công thức Y bằng U chia R. Và các em lưu ý, công thức định luật ôm được sử dụng rất nhiều trong các loại bài tập đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, và công suất cũng như là điện năng công dòng điện đều có sử dụng định luật ôm. Đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song đều có các công thức đi kèm. Về công suất thì ngoài công thức P bằng U nhân I thì ta còn hai công thức khác là P bằng I bình R và U bình chia R. Thầy khuyên em là nên thuộc lòng ba công thức này thì em sẽ vận dụng trong bài tập nhanh hơn. Điện năng công dòng điện ta cũng có 4 công thức. Điện luật Joulen ta cũng có 4 công thức. Nhìn vào các công thức của công suất, của điện năng, của định luật Joulen thì em thấy nhiều công thức. Nhưng mà khi em học, em nên chỉ học những công thức chính và tự em suy ra. Ví dụ công suất thì em học công thức P bằng U nhân I và I bằng U chia R thì em sẽ chứng minh được hai công thức còn lại. Về điện năng hoặc là định luật Joulen, em thuộc một công thức A bằng P nhân T bằng Q. Và các công thức còn lại thì em lưu ý giữa điện năng và công suất chỉ sai biệt nhau với thời gian T. Như vậy, các công thức của công suất và nhân cho T thì được các công thức tính công hoặc là tính nhiệt lượng tỏa ra. Và cái tờ tóm tắt công thức này thì thầy sẽ phát cho mỗi em để các em vận dụng trong bài tập. Bây giờ ta qua một số bài tập áp dụng. Bài 1: cho mạch điện như hình vẽ. Thì các em thấy là trong cái mạch điện này, đây là mạch đoạn mạch AB, và cái đoạn mạch này gồm có hai đoạn mạch R1 và RMB mắc nối tiếp nhau. Riêng cái đoạn mạch MB lại gồm có hai điện trở mắc song song. Như vậy đây là mạch điện mắc hỗn hợp.
cho biết R1, R2, số chỉ ở mấy kế. Cho biết hiệu điện thế của đoạn mạch. Tính hiệu điện thế UAB, giá trị R3. Điện trở tương đương của đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Và tính công dòng điện sinh ra trên R2, R3 trong 2 phút. Thì đây là một cái bài tập về đoạn mạch hỗn hợp, kết hợp hai cách mạch nối tiếp và song song. Thầy muốn ôn lại cho các em về cái cách sử dụng tự lực ổn, và kèm theo đó là cách tính công suất cũng như là công dòng điện. Đây chỉ là một cái phần gợi ý. Trước khi các em tính thì các em phải chú ý với mạch điện này thì cái điện trở R1 nằm ở mạch chính, và anh kế A đo cường độ dòng điện qua mạch chính cũng là đo cường độ dòng điện qua R1, và cái đoạn mạch R1 và RMB mắc nối tiếp nhau nên ta có nhận xét thứ nhất về cường độ dòng điện I1 bằng IAB bằng IMB. Đoạn mạch MB gồm R2 và R3 mắc song song, cho nên là UMB bằng U2 bằng U3. Nhận xét được như vậy thì khi các em tính thì các em sẽ thấy nữa, bài tập này cũng không có phải là dạng khó. Đầu tiên các em tính được U1 bằng I1 R1. Bước kế tiếp thì các em biết là muốn tìm UAB thì đoạn mạch AB gồm R1 và RMB mắc nối tiếp nhau. Như vậy ta sử dụng công thức mạch nối tiếp. Ta tính thêm cái U1 và các em tính được cái UAB. Bước kế tiếp, để tính được R3 thì ta để ý R3 nó nằm ở mạch rẽ. Như vậy muốn tính R3 thì ta phải có U3 và có I3. U3 chính là UMB. Như vậy ta tìm thêm cái I3. Và muốn tìm cái I3 thì các em phải tìm I2 trước. Ta tính I2 và I3 thì bằng I1 trừ cho I2. Các em dựa vào công thức của mạch song song, cường độ mạch chính bằng tổng cường độ mạch rẽ. Và từ đây dễ dàng tính được R3. Ở câu B, tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB thì sau khi ta đã tính được UAB, ta biết được I1 là IAB. Như vậy ta dễ dàng tính được RAB. Câu C, để tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và công dòng điện sinh ra thì các em dựa vào các công thức công suất và công thức tính công dòng điện. PAB bằng UAB nhân cho IAB. A2 bằng U2I2T. Tại sao các em chọn công thức P bằng U nhân Y? Tại sao mình chọn thức A bằng UIT? Vì ta đã có UAB, ta đã có IAB. Tương tự, muốn tính A2, ta đã có U2. U2 chính là gì? Chính là UMB. Ta đã có I2, đã tính được. Và tính A3 cũng tương tự. Như vậy là bài 1 này thì ta vận dụng tự lực ôm trong các đoạn mạch và sử dụng công thức tính công suất và công dòng điện. Ta qua bài số 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Thì trong cái bài tập này thầy muốn các em ôn lại về biến trở và bóng
bóng đèn bật trong biến trở. Ta sẽ hiểu được cái hoạt động của biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện qua đèn. Cho biết UAV, bóng đèn có ghi 6V 9W, điều chỉnh cho điện trở biến trở bằng 12 ohm, tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua đèn. Và đèn có sáng bình thường không? Vì sao? Câu B, điện trở biến trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Và câu C, khi đèn sáng bình thường, tính công suất tiêu thụ của đồng mạch AB và công dòng điện sinh ra trên biến trở trong 10 phút. Thì cái phần nhận xét ban đầu là đây là đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Và các em chú ý trong bài tập nó có bóng đèn và cái ý nghĩa số ghi trên đèn và đèn sáng bình thường. Phần gợi ý. Trước hết là từ hai số ghi trên đèn, các em sẽ tính được điện trở của đèn bằng công thức P bằng U bình chia R, ta suy ra R. Như vậy điện trở của đèn bằng 4 ohm. Khi người ta hỏi mình là đèn có sáng bình thường không? Nhưng mà trước đó các em thấy là câu hỏi là tính điện trở tương đương. Như vậy đây là cái câu hỏi gợi ý. Ta tính được cường độ dòng điện định mức là 1,5A. Như vậy trước hết từ hai số ghi này, từ hai số ghi trên đèn, các em sẽ lần lượt tính được điện trở của đèn và tính được cường độ dòng điện qua đèn khi sáng bình thường. Vì chắc chắn cái phần tính toán này sẽ liên quan đến câu sau. Bắt đầu ở câu A thì ta sẽ tính được điện trở tương đương của đồng mạch nối tiếp RAB bằng R biến cộng cho R đèn. Em tính được 16 ohm. Ta tính được cường độ dòng điện qua đoạn mạch, tức là cường độ dòng điện qua đèn IAB bằng UAB chia cho RAB bằng 0,75A. Cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,75A. Đây là cường độ dòng điện thực tế. Và các em bắt buộc phải tính để làm gì? Để các em giải thích đèn có sáng bình thường không. Muốn biết đèn sáng bình thường hay không thì ta phải tính cường độ dòng điện thực tế qua đèn. Và các em sẽ so sánh với cường độ dòng điện định mức của đèn. Và trong trường hợp này là Y đèn nhỏ hơn Y định mức, kết quả là đèn sáng yếu. Đó. Khi người ta hỏi mình là đèn có sáng bình thường không? Vì sao? Thì bằng những phép tính này mình đã đưa ra được câu trả lời chính xác. Ở câu B, điện trở biến trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Để đèn sáng bình thường, em phải chú ý đọc kỹ câu này. Thì từ đây mình phải nêu ra được cái điều kiện. Muốn cho đèn sáng bình thường thì cái cường độ dòng điện qua đèn phải đúng bằng cường độ dòng điện định mức. Và mình đã tính được ở trên. Và các em dựa vào cái Y này để các em tính. Thứ nhất là điện trở tương đương của đồng mạch. Và từ đó các em tính được điện trở của biến trở. Ở câu C, khi đèn sáng bình thường, các em tính công suất tiêu thụ của đèn và công dòng điện sinh ra. Thì ta đã có UAB và ta có IAB. Thì dễ dàng tính được công suất. Và ta cũng tính được công của dòng điện sinh ra trên biến trở. Thì ta đã có Y, đã có RB khi đèn sáng bình thường và ta tính được A. Cho nên là khi em sử dụng các công thức công suất và công dòng điện thì ta phải chú ý em nên dựa vào những phép tính mình đã có sẵn để em dùng cái công thức nào cho nó hợp lý. Theo qua bài số 3. Cho hai bếp điện có số ghi
tính cường độ dòng điện và nhiệt lượng tỏa ra của mỗi bếp trong thời gian 20 phút. Khi lần lượt mắc hai bếp vào mạng điện có U bằng 220V, ở câu B, nếu mắc đồng thời hai bếp song song với nhau và mạng điện có hiệu điện thế 220V, tính công dòng điện sinh ra trong động mạch trong 10 phút. Và câu C, tính điện năng tiêu thụ của động mạch trong một tháng tính là 30 ngày, theo đơn vị joule và kilowatt-giờ. Biết bếp sử dụng 2 giờ mỗi ngày. Suy ra số đếm của công tơ điện. Bài này thì có 3 câu. Và thầy ôn cho các em về cách sử dụng công thức để tính nhiệt lượng tỏa ra, để tính cường độ dòng điện. Phần gợi ý. Các em lưu ý, khi ta gặp những bài tập về các dụng cụ điện có số ghi thì các em phải chú ý là những dụng cụ này có được sử dụng ở hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức ghi trên dụng cụ hay không. Và nếu bằng thì ta ghi cái điều kiện này ra và từ đó các em sẽ suy ra được công suất tiêu thụ của bếp 1, bếp 2 đều bằng công suất định mức. Và từ cái điều kiện này ta sẽ tính được I1, I2, tức là cường độ dòng điện qua bếp khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức. Và tính nhiệt lượng tỏa ra ở mỗi bếp trong thời gian 20 phút. Ở đây thì gọi là tính cường độ dòng điện qua mạch chính. Và nhiệt lượng tỏa ra thì kem, cái phần nhiệt lượng tỏa ra của mỗi bếp này kem nên chọn công thức Q bằng P nhân T. Ta đã có P, đã có T thì phần này kem tự tính nha. Ta sang câu B. Nếu mắc song song hai bếp với nhau tính công dòng điện sinh ra trong của đầu mạch trong 10 phút thì đầu tiên kem tính cường độ dòng điện qua mạch chính. Tại vì ở đây người ta hỏi mình là công dòng điện sinh ra của đoạn mạch như vậy, công dòng điện sinh ra của đoạn mạch ở câu C, tính điện năng tiêu thụ của động mạch trong một tháng 30 ngày. Tính điện năng mà theo đơn vị joule và kWh thì các em nên chọn đơn vị kWh các em tính trước. Thì A bằng A1 cộng A2 vì đây là hai bếp. Thì các em dùng tức là A bằng T nhân T. Các em dùng đơn vị là kilowatt giờ. Như vậy đơn vị công suất phải đổi ra kilowatt. Thời gian là 2 giờ, 1 tháng 30 ngày. Như vậy ta tính được điện năng tiêu thụ theo đơn vị kilowatt giờ. Và muốn tính theo đơn vị joule thì các em dùng cái công thức 1 kilowatt giờ bằng 36 nhân 10^-5 joule thì các em nhân vô, các em tính được. Và muốn biết được số đếm của công tơ điện thì các em phải nhớ mỗi số đếm của công tơ điện cho ta biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Như vậy điện năng tiêu thụ là 99 kWh thì số đếm tương ứng là N bằng 99. Như vậy qua cái bài tập này thì em thấy là biết cách sử dụng công thức hợp lý thì việc giải quyết cái bài toán này không có gì gọi là phức tạp. Một số em là thường sử dụng hai cái số ghi này để tính điện trở. Rồi khi em gặp hai bếp mắc song song
em lại tính điểm trở tương đương. Thì cách tính này không phải là sai, nhưng mà nó làm cho cái bài toán trở nên khó hơn, con số mình tính toán nó lẻ hơn. Thì tiết ôn tập thì tổng kết chương đến đây là hết. Thầy hy vọng rằng qua cái tiết này các em sẽ ôn tập thật kỹ hệ thống hóa kiến thức, thuộc lòng các công thức và biết cách vận dụng trong bài tập. Chúc các em làm bài kiểm tra